Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X-News ngày 9 tháng 6. Bản tin hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Các bạn thân mến, hiện tại chúng ta đã có một thông tin xuất hiện rằng Samsung đang thử nghiệm ý tưởng đặt quảng cáo trên giao diện One UI. Theo đó, thì doanh thu quảng cáo sẽ có thể giúp Samsung giảm giá bán của một số sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc này. Và đây cũng là một trong những chiến lược mà Xiaomi đã từng sử dụng trước đó. Theo đó, thì nếu như Samsung cũng làm giống Xiaomi thì có thể giá bán của chiếc smartphone này sẽ được giảm xuống. Tuy nhiên, chưa chắc điều đó đã làm hài lòng được người dùng chúng ta. Và Samsung cũng chắc chắn rằng họ sẽ không đưa quảng cáo lên trên những dòng flagship của mình. Và có thể như smartphone thuộc dòng A hay là dòng M giá rẻ sẽ được đưa quảng cáo vào để làm giảm giá bán. Các bạn thân mến, sau khi phát hành phiên bản iOS 13.5.1 vào ngày 1 tháng 6, thì vào ngày hôm nay, Apple đã chính thức khóa sai phiên bản iOS 13.5 để tránh việc hạ cấp iPhone. Trong bản cập nhật iOS 13.5.1 thì Apple đã vô hiệu hóa công cụ bẻ khóa Uncover được phát hiện vào ngày 24 tháng 5. Theo đó thì bản Jailbreak Uncover được tương thích với tất cả các phiên bản iOS dưới 13.5 và Apple cũng phát hành một bản cập nhật sửa lỗi bảo mật tương tự cho tvOS, watchOS cũng như là macOS. Trước đó thì Apple cũng thường xuyên khóa các bản cập nhật iOS cũ sau khi phát hành các phiên bản iOS mới khoảng 1-2 tuần nhằm khuyến khích người dùng chúng ta cập nhật hệ điều hành. Tiếp theo cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Motorola khi hãng vừa ra mắt một mẫu smartphone tầm trung mới tại châu Âu có tên gọi đầy đủ là Motorola One Fusion Plus. Đồng thời thì đây cũng là chiếc smartphone thứ hai của Motorola sử dụng cơ chế camera selfie thò thụt sau chiếc One Hyper đã từng được công ty giới thiệu vào năm ngoái. Điểm qua đôi chút về thông số thì Motorola One Fusion Plus sẽ được trang bị màn hình IPS LCD 6,5 inch với độ phân giải Full HD cộng với hỗ trợ công nghệ HDR10. Ở bên trong thì máy sẽ được mang trong mình sức mạnh của con chip Snapdragon 730 đến từ Qualcomm. Kết hợp cùng với đó chúng ta sẽ có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong và chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng lên đến 1TB thông qua thẻ nhớ microSD. Về camera thì Motorola One Fusion Plus mang cho mình hệ thống 4 camera xếp theo chiều dọc và được đặt ở góc trên cùng bên trái. Cụm camera này bao gồm cảm biến chính 64MP với khẩu độ f1.8, camera góc siêu rộng 8MP khẩu độ f2.2 với góc nhìn 115 độ, camera macro 5MP khẩu độ f2.4 với cảm biến đo chiều sâu 2MP khẩu độ f2.4. Ngoài ra thì One Fusion Plus sẽ chính thức lên kệ tại châu Âu với mức giá bán lẻ là 299 euro, tức là rơi vào khoảng 7,9 triệu đồng và máy sẽ có hai biến thể màu sắc cho người dùng lựa chọn, đó là trắng hay còn có tên gọi tiếng Anh là Moonlight White và xanh tên gọi Twilight Blue. Tiếp theo cho bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ Vivo. Khi một rò rỉ mới nhất vừa tiết lộ rằng công ty Trung Quốc này dường như sẽ phát triển một biến thể Pro của chiếc Vivo IQ3. Theo đó thì chiếc Vivo IQ3 Pro 5G vừa xuất hiện trên trang đo hiệu năng Geekbench, qua đó tiết lộ cho chúng ta một vài thông số kỹ thuật chính. Như các bạn có thể nhìn thấy ở trong hình ảnh thì Vivo IQ3 Pro 5G sẽ được phát hiện trên Geekbench với model Vivo V2024A. Tại đây thì chiếc máy này đang được chạy phiên bản hệ điều hành Android 10 mới nhất và được xử lý bởi con chip Snapdragon 865 đi kèm với 8GB RAM. Với cấu hình trên thì Vivo IQ3 Pro 5G ghi được điểm hiệu năng khá tốt với 912 điểm đơn nhân và 3291 điểm đa nhân trên phần mềm Geekbench 5.1.1. Ngoài ra thì IQ3 Pro 5G nhiều khả năng sẽ chia sẻ hầu hết các thông số kỹ thuật của IQ3 5G. Và được biết thì chiếc smartphone trước đó đã được ra mắt vào tháng 2 thì đã được trang bị màn hình Super AMOLED với kích thước 6,44 inch, hỗ trợ công nghệ HDR10 với độ phân giải Full HD cộng và sử dụng thiết kế màn hình đục lỗ để chứa camera selfie. Về màn hình thì IQ3 5G sẽ được tích hợp đầu đọc cảm biến vân tay trong màn hình với tốc độ mở khóa chỉ 0,31 giây, trong khi mặt lưng kính của máy sẽ được uốn cong về hai cạnh mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn cho người dùng. Cuối cùng cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ HTC, khi có lẽ hãng vẫn chưa bỏ sân chơi smartphone và bằng chứng mới nhất đó là hãng đã chính thức xác nhận ngày ra mắt của chiếc DJI 20 Pro, vốn được rò rỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Như vậy thì vào ngày 16 tháng 6 thì HTC sẽ chính thức công bố chiếc DJI 20 Pro. Và trong ảnh teaser bên dưới đã tiết lộ một vài chi tiết về thiết kế trên chiếc máy này. Theo đó thì mặt trước của chiếc DJI 20 Pro sẽ có một lỗ khoét ở góc trên cùng bên trái để chứa camera selfie, còn camera ở mặt sau sẽ được bố trí ở góc trên bên trái và xếp theo chiều dọc. Trước đó thì hồi tháng 4 năm nay thì sơ đồ hình ảnh của chiếc HTC DJI 20 Pro đã bị rò rỉ, cho chúng ta thấy mặt lưng của chiếc điện thoại này sẽ có 4 camera xếp dọc và cảm biến vân tay sẽ được đặt ở gần đó. Hiện tại các thông số kỹ thuật của chiếc DJI 20 Pro vẫn chưa được tiết lộ. Vậy các bạn nghĩ sao về những thông tin về chiếc DJI 20 Pro thì đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng trong bản tin X-News ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.